Các bạn tiếng Trung thì đang có sự kiện Red Draw của Lunala và Manafi. Manafi nó sẽ có một cái skin mới hoàng tử của biển cả. Giống như thế này. Bắt đầu cập nhật đó là cái sự kiện Halloween giống như thế này rồi. Bạn lại giống như bản tiếng Anh đó là đầu tiên là nếu mà bạn ấn vào con lâu đài cát này mỗi ngày sẽ nhận được quà đó là hai ba viên kẹo. Còn đâu các bạn sẽ bắt những con ma ở đây để lấy viên kẹo thôi. vẫn còn con ma đang chú ở đây này dắt ma về nhà đó là chính là cái ngọn hải đăng ở đây sau khi hoàn thành hết thì cái xe này nó sẽ tặng cho bạn rất là nhiều kẹo đây chính là skin mới của manafi này hiện tại bây giờ nó chỉ là gọi là một con để hỗ trợ dành cho Diamond Kyo là chính thôi. Đời, ở thời điểm này thì nhiều người đang chuẩn bị đang chuyển sang gọi là cái team ma này hoặc là cái team đá và tiên của Mega TNC rồi hoặc là team thép nữa rồi. Cho nên với team nước thì Kyo, As Greninja với cả Diamond Kyo là có lẽ là đủ rồi. Cái skill này sẽ giúp tăng thêm 5% máu và 3% tỷ lệ khám bộ kích. tất cả các bạn sẽ cập nhật cái sự kiện Halloween vào tối nay với bản tiếng Anh thì sẽ là 11 giờ tối. Sẽ có rất là nhiều sự kiện giống như mình đã review như đánh boss này hay đổi quà này chẳng hạn. Còn với bản tiếng Việt thì sẽ là lúc 12 giờ tối và 12 giờ đêm rồi chuẩn bị sang ngày hôm sau. Còn với bản tiếng Trung này thì phải đợi đến tầm 5 giờ sáng hôm sau thì mới có cái sự kiện Halloween đó. Đi kèm với sự kiện Halloween đợt này thì nó sẽ có thêm một cái khung dành riêng cho sự kiện Halloween giống như thế này một cái khung động luôn nhìn rất là đẹp thêm cả cái nhân vật cute này nữa này ngày mai cũng sẽ có ở sự kiện đổi đây chính là cái skin của Manafi cần phải nạp 648 tệ với 400 nghìn Việt Nam đồng thì mình mua được đó là 100 tệ 2 à, triệu 6 thì mình có thể mua được một cái skin này của Manafi với bản tiếng Việt hôm nay mình bỗng nhiên lên trang chủ và thấy có cái giới thiệu về Darkrai tại sao lại giới thiệu Darkrai nhỉ? Đợt vừa rồi là có sự kiện Red draw của Darkrai rồi mà. Thì mình thấy có thể Darkrai nó sẽ có lấy được ở sự kiện Halloween đợt này bằng cách là đổi quà. Tại vì không bỗng dưng lại tự nhiên Darkrai ở đây. Nếu các bạn nào mà chưa lấy cái, cái, gọi là gì nhỉ? Cái code Halloween ý, thì các bạn nên, nên nhập vào tại vì nó sẽ hết hạn vào ngày mùng 2 tháng 11, một cái code rất là ngon luôn, có một bảo vật tím thì có một phiên bản khác của game này tiếng Anh cũng là một bản lậu đó là phiên bản Megamon nó sẽ như thế này đây chính là phiên bản Megamon vừa giới thiệu ở trên trang chủ của nó đó là sự kiện đăng nhập để lấy quà Halloween giống như thế này và kèm theo đó nữa là cũng chỉnh sửa một số đồ vật trong này để theo hình của Halloween chẳng hạn trong này thì bạn sẽ có lấy được gọi là tắc rai khi đổi những cái quà như thế này thì không biết bản tiếng Việt nó có làm như thế không? Bởi vì như thế thì các bạn sẽ có được Darkrai. Nó cũng sẽ có liên quan đến kể cái, cái trang thần, thần thú đại chiến vừa rồi, nó vừa giới thiệu về Darkrai ấy thì có thể là sẽ có lại có một cái sự kiện red raw phụ này. Luật này đúng những ai mà đang chờ đợi, đó là Darkrai. và quan trọng nhất đó là Giatina. một con S cộng thủ cực kỳ tốt. Vừa mới được nâng cấp lên ở bản tiếng Trung và bản tiếng Anh cũng đã có đó chính là cái hiệu ứng lửa ma và nó rất là trâu. Với bản tiếng Anh này thì các bạn nên lấy Giratina đợt này. Giratina vẫn là một con thủ cực kỳ tốt. Nhất là được búp vừa rồi chỉ với 4 sao thôi nó cũng đã quá tốt rồi. Nó có thể giúp team rất là nhiều. Thời hiện tiểu hiện tại này Giratina mà 8 sao được thì nó sẽ rất là trâu. Do đó các bạn nên lấy Giratina để cho vào team. Đặc biệt là những bạn ở server mới thì nên lấy nó. Còn những S-cộng khác thì để sau cũng được. Còn Senia sắp tới... S cộng vào tuần sau thì nó cũng là một con thụ ở một con hỗ trợ thuộc dạng gọi là gần như tốt nhất game này rồi nhưng mà sự kiện đấu giá đợt này chắc chắn là sẽ rất là khó khăn cho nên các bạn cũng sẽ đợi ở sự kiện Red Draw giống như thế này để lấy nó lại thôi cuối cùng mà bản lộng vip 18 các bạn để ý thấy hôm nay nó bắt đầu gọi là cập nhật cái hình ảnh của sự kiện Halloween rồi bản lộng vip 18 này nó bảo là nó đang liên kết với cả bản gốc Do đó thì nó sẽ cập nhật dần những cái mà bản gốc đang có Hiện Tại thì ở bản V7 này, V18 nó đang có đến 20 cái server rồi Ở chơi ở bản V7 phiên bản này ấy, Của nhóm này, bởi vì là sẽ có nhiều nhóm nó sẽ có thể nó có lấy được cái phiên bản này để phát hành Tuy nhiên là cái nhóm này thì nó đã tồn tại được hơn 1 năm từ bản VIP 7 rồi Xong đến bản VIP 18 V4 Bây giờ bắt đầu đầu tư thêm bản V7 này nữa khi nó ra những nhiều cái server như thế này, chứng tỏ là nó cũng có đầu tư được. Bởi vì là nếu mà chỉ một cái server, có một server mà các bạn phải cần lập không cần lập tài khoản vào ấy mà đông quá thì kiểu gì cũng sẽ sập. Tuy nhiên bản này thì nó vẫn đang hoạt động rất là tốt. Trong game thì đang có sự kiện đấu giá của Shiny Mega Genga này. Nó cũng đã cập nhật được đến Mega Tyrantcy rồi. Shiny Mega Tiranita nữa này. đang có sự kiện Red Draw của Manafi và Darkrai. Tí nữa mình sẽ làm lại lịch. Ồ. Oh. Uchiha Itachi VN1 này. Có một số quà bảo đây là quà hàng ngày này, ngày trước là cái cốt ngày nhưng bây giờ chuyển sang thành thư, mỗi ngày các bạn sẽ được nhận 8, 8888 kim cương. Còn đây là quà bảo trì này, nếu như có lúc lỗi nó không vào được thì nó sẽ fix và nó sẽ tặng quà bảo trì Hàng ngày các bạn được 8.888 kim cương. Nhận cái 28.000 bảo trì ngày hôm trước nữa. Nhận quà thể lực vào lúc 21 đến 22 giờ. Tức là lúc 8 giờ tối. Thì các bạn sẽ nhận được thêm 6.800. Tức là bản này mỗi ngày các bạn sẽ kiếm được ít nhất. Đó là tầm 15.000 kim cương. Chưa kể đó là sẽ có thêm ở trong phần này nữa. Đội hình thì đang hướng tới tim nước. Và đang sắp dự định đó là lên được Diamond Kyo. Tất nhiên là ở bản này thì Diamond Kyo với cả Ninja hay là những S cộng khác đều được chỉnh sửa bộ skill rồi thì những skill này y xì như những bản gốc đó là các bạn có thể chơi được đây chính là tiền hóa Mega ở bản này Ninja đây cũng không cần phải gọi là gì nhỉ cũng không cần phải lực chiến hay là các cái khác cả khi các bạn đã lên được Ninja giống như thế này thì các bạn sẽ gọi là không cần thiết con Grand Ninja này nữa bởi vì các bạn tiến hóa lên thì các bạn sẽ không cần không bị mất cái con Grand Ninja này mà nó sẽ tạo ra một con mới Asgard Ninja ở các bản khác thì nó ra 4 sao đợt này thì trong bản này thì không biết nó ra luôn 12 sao hay không nhưng mà nhìn kiểu này chắc là ra 12 sao thật đấy còn đây là Kyo trong bản này thì các bạn có thể lên được đó là Mega Lucario cũng có thể chơi được rồi Mega Garde này Mega Blaziken này toàn những con mà các bạn có thể gặp được ở bản V7 này thôi nó coi như là đây một bản gần gần như bản gốc tại sao lại nên chơi bản Burst, 7 này nhỉ? Bởi vì là bộ skill thì nó y xì như bản gốc rồi này. Thì lúc đấy thì nó sẽ rất tốt hơn các bản khác rồi. Các bản khác toàn là bộ skill cũ với cả toàn những S cộng cũ. Cho nên là nhớ chơi những bản mới như này và kiếm được dần những S cộng đó là một cái thích thú hơn so với những bản kia. bản này thì nó không phải là có quá nhiều ưu đãi, 15.000 kim cương mỗi ngày nếu các bạn chăm chỉ. Và kiểu dạng như dần dần thôi. Chứ còn những bản khác nếu mà kiểu dạng như full rồi thì mấy bạn bảo chán, xong rồi lại nhiều bạn lại muốn xin full cái bản này gọi là chơi từ từ và lâu dài tất nhiên là cái nhóm này thì mình thấy nó an tâm hơn so với các nhóm khác thì ở đây là lịch ra sự kiện Red Roar và Beat War mới được cập nhật kiểu lại như là đợt vừa rồi cái lịch nó ra gọi như toàn những con cũ quá đợt này thì cập nhật thêm ra những con mới hơn